Rồi chúng ta khép hai chân lại, gặp người. Nắm hai mũi chân, gặp đi ấy. Và cúi đầu xuống. Tập này tập ép dẻo ha. Đến 2-30 giây đi ấy. Tập ép dẻo cho mấy bạn. Nhúng xuống, gập gập, nhúng cái đầu xuống. 6. Nhúng xuống, nhúng xuống, nhúng, nhúng nhẹ. 18. Gập cho cái đầu nó đụng cái chân mình dưới á. 21. 22. 23. 24. Nhúng xuống bình. 6. 7. 8. Trước khi vô khởi động là phải ép dẻo hết, rồi tất cả đứng lên. Đứng lên. Đang cước. Đứng lên, đang cước. Chân phải nha, hồ đi ý. Rồi, đang cước, giãn chân mình ra nè. Đây, diễn cái dây luôn, rồi. Diễn cái dây, ngập qua dây này, đang cước đi. Rồi, nắm vậy đó. Kéo lên. 2. Hết sức luôn. 3. Đúng rồi. Thẳng chân ra nào. Thẳng cái chân mình nó giãn ra. Ừ đúng rồi. 5. Tiếp. 6. Gập chân lại ý. Gập 7. Cổ chân lại. Gập cổ chân lại. 8. Đó. 9. Đang cước mà. Cước từ dưới lên giãn chân mình ra. 10. Rồi đổi chân. Đó. Hồi tiếp. 1. 2. Chân trái ngọc. 4. 5. Thẳng lên, cho nó giãn ra đi. Tiếp. 7. 8. 9. 10. Rồi, sọt ngang xuống. Đứng ngay đó luôn, sọt ngang xuống. Sọt ngang, nhanh, chống hai tay. Bình quay mặt ra nè. Rồi, xuống đi. Nhúng nhẹ nhẹ xuống đi. Bình hô đi. 1 2 3 4 Nhẹ ra Ngọc. 5 6 Nhúng nhẹ không xuống cái thầy Ngọc. Nhúng đi không nè, nhúng nhẹ đúng nè. 10. Trường ra, trường 2. Hai chân mình ra. Cứ đại ra. Ép dần, 3. Ép dần ra. Chùi ra. Mình cứ chùi cái chân mình ra. 15. 16. Xíu nữa, chùi đi học. Chùi hai chân ra. 18. 19. Nhúng đi bình. 20. Đó, xuống sát dưới. Ý, chùi ra đi. 24. 25. Chùi. 26. À, đứng lên nhìn cái dây, chúng ta đang ngang, dở chân lên, ép ngang, đứng lên, quay mặt ra này Ngọc, quay mặt ra ngồi, nhanh lên đứng lên ấy, rồi đá cho nó giãn ra này, trong lúc mình ép xong mình đá cho nó giãn ra, nắm cái dây, rồi, 1, hô đi Ngọc, ấy, đá, đá ngang, đó, tạt ngang á, tiếp. Cao lên, nhẹ nhàng nè. 4. 5. 6. 7. Tập này để cho mình đá bàn lòng cho nó cao nè. 8. Cao chân lên bình, nữa đi. 9. 10. Đổi chân. 1. Ngọc chân trái đó Ngọc. Hồi nãy đá chân phải rồi mà. Quay bàn lại, Ngọc quay bàn lên đây. Ngọc á, rồi, đá chân trái. Hồi nãy tập chân trái hay là chân phải? Chân phải. Nãy chân phải đúng không? Nãy chân trái hả? Bây giờ mình quay chân phải. Đi.
1 Thả lên. 2 Nửa đi, nửa đi. 3 4 5 6 7 8 Thả lên Ngọc, mạnh lên, rướng lên đi. Thôi, sọt dọc xuống nhanh thầy. Sọt dọc, nhanh. Chống hai tay hai bên, chùi. Dũi đằng sau luôn Ngọc. Đó. Đó, Ngọc xuống rồi, sát sát rồi đó. Mình ép cái gì? Ngọc đến đây Ngọc. Chùi ra, chùi cái chân sau này luôn, dũi. Dũi đằng sau luôn ấy. Nhúng nhẹ đi đấy. Thẳng cái chân trước này ra này, để kéo ra này. Duỗi chân trước luôn, Ngọc. 9 Này, ta 10 11 Thẳng cái chân ra, ý. Cái chỗ này mình gập nè. Thẳng cái chỗ này nè. Đó. Cho nó giãn ra. 15 Nhúng đi, nhúng đi. 16 17 18 19 20 21 Gập lên nè. Nhúng ấy, nhúng, nhúng, nhẹ. 28 29 1 30 Rồi, lên, diễn cái dây nhanh. Diễn. Rồi, đang cước, lên. Đứng lên ấy, nhanh lên. Hô đi Ngọc. Thẳng cái chân luôn. 2 Đang cước á. 3 Ừ. 4 Thẳng lên nữa. 5 Thẳng luôn, thẳng cái chân luôn. 6 Ừ. 7 8 9 Thẳng coi. 10 Đổi chân đi. Ô. 1 2 Xoay bàn chân dưới ngang. 3 Xoay chân trụ ngang lại Ngọc. 4 Thẳng người lên. Thẳng chân luôn. 6 Ừ. 7 8 9 Mạnh lên coi. 10 Rồi chúng ta xoay khớp háng. Xoay. Xoay đây, xoay đây. Được rồi, thôi mấy bạn lấy bình khí ông bài đi.